Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Đồng Hồ. Bởi vậy thì rạng sáng nay thì ở trên các nền tảng iPhone cũng như iPad đã ra cho mình một phiên bản cập nhật mới, đó là iOS 15.4 với rất là nhiều những cái tính năng nổi bật. Và ngoài ra thì ở trên Apple Watch thì cũng ra luôn cho mình, đó là phiên bản watchOS 8.5. Vậy thì để xem phiên bản này nó có những gì nổi bật hay không thì hãy cùng mình bắt đầu video thôi. Và trước khi cập nhật phiên bản mới thì các bạn hãy vào trong phần Watch nè, rồi chọn phần cài đặt chung và chọn phần giới thiệu. Thì trong đây của mình đó là phiên bản watchOS 8.1.2. Thì để các bạn cập nhật thì các bạn sẽ bấm vô phần cập nhật phần mềm. Thì trong đây nó sẽ có phiên bản cho mình, đó là watchOS 8.5. Thì dung lượng của nó là 542MB ở trên cái chiếc Apple Watch Series 5 của mình đây. Rồi và hiện tại thì ở trên cái chiếc đồng hồ của mình đã cập nhật phiên bản mới rồi. Phiên bản watchOS 8.5 có mã là 19T242. Và với phiên bản này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình, đó là trên cái chiếc Apple Watch từ Series 3 trở lên nha các bạn. Rồi và tính năng đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là về tính năng mail ở trong cái chiếc Apple Watch này. Thì các bạn sẽ vào cho phần Watch nè. Rồi các bạn sẽ kéo xuống, chọn vô cái mục App Mail. Đó, thì trong đây nó sẽ hiển thị cho mình một cái tính năng, đó là luôn tải nội dung trực tiếp. Đó, thì các bạn sẽ bật tính năng này lên. Thì với tính năng này thì các bạn có thể xem cái nội dung mail một cách trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ này, rất là tiện luôn. Bên cạnh đó còn có những tính năng khác nữa được cập nhật ở trong phần mail này mà nó chưa hỗ trợ ở trên phiên bản watchOS trước. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi và tính năng thứ hai ở trên cái chiếc Apple Watch này, đó là về cả tính năng Apple TV. Thì nếu bạn nào mà sử dụng cái Apple TV này thì các bạn có thể là sử dụng cái chiếc Apple Watch của mình để có thể là thanh toán những cái mục đăng ký mà mình mua ở trên Apple TV này. Tính năng này thì hiện tại thì mình không có sử dụng, nên bạn nào mà sử dụng qua thì có thể test qua nha. Kế tiếp là tính năng thứ ba, đó là thẻ tiêm Covid-19. Thì đối với thẻ tiêm này thì nó đã được hỗ trợ cho mình cái chứng nhận Covid kỹ thuật số ở Liên minh châu Âu, nên bạn nào mà sử dụng cái ví Apple thì có thể là sử dụng qua cái tính năng này xem như thế nào nha. Rồi và thứ tư đó là về tính năng mặt đồng hồ. Thì ở đây nó sẽ cho mình những cái mặt đồng hồ mới. Đây, những cái dãy màu mới. Đó, rất là nhiều. Và đồng thời đó thì ở trong cái Apple Store thì cũng kinh doanh luôn những cái dây nó phù hợp với mặt đồng hồ này. Và các bạn có thể lựa chọn tùy thích, vừa đẹp vừa sang chuẩn Apple. Đặc biệt thì dây đeo này được ra mắt với nhiều màu sắc mới, nên nó sẽ phù hợp với lại cái mặt đồng hồ để match với những cái dây đeo ở trên cái chiếc đồng hồ của mình. Tính năng mới tiếp theo được cập nhật ở đây mình nghĩ sẽ rất là tiện lợi cho người sử dụng, đó là tính năng cảnh báo nhịp tim bất thường được update. Và ở đây á, khi mà mình sử dụng đây cho phần tim thì nó sẽ có hỗ trợ cho mình, nó cảnh báo nhịp tim nè. Đồng thời đó là về cái vấn đề rung tâm nhĩ khi mình sử dụng ECG, đó cũng sẽ được cảnh báo một cách nó rất là tốt. Tuy nhiên thì hiện tại thì tính năng này nó chỉ khả dụng một số khu vực, ví dụ như Mỹ nè, Hồng Kông, Nam Phi và nhiều vùng khác. Thì không biết hiện tại thì mình thấy là nó chưa sử dụng ở Việt Nam. Nhưng mà nếu tính năng này về Việt Nam thì mình nghĩ sẽ rất tuyệt vời và rất là ích cho mình trong việc theo dõi sức khỏe của mình hơn. Và cuối cùng đó là phần pin ở trên chiếc Apple Watch này. Thì đối với phần pin á, hiện tại thì cái máy của mình tình trạng pin đang ở mức đó là 90%. Đó, và mình đã sạc từ sáng và sử dụng tới bây giờ thì cái phần trăm pin có còn 74%. Thì mình đánh giá là nó cũng không quá hợp lắm. Và những cái ứng dụng cũng như tính năng ở trong đây thì mình thấy nó cũng sử dụng một cách nó nhanh chóng, chứ nó không có phải bị delay quá nhiều. Nên các bạn nào mà sợ cái vấn đề sử dụng nó bị lag thì mình thấy là không có trên phiên bản lần này. Nên các bạn cứ thoải mái mà sử dụng ở trên bản watchOS 8.5 này nha. Và với những nâng cấp mặc dù nhỏ nhưng mà watchOS 8.5 cũng đáng để các bạn cập nhật. Nếu bạn là người luôn muốn cập nhật lên những phiên bản mới cũng như là thích xu hướng mới thì các bạn có thể cập nhật lên một cách thoải mái luôn nha. Còn các bạn thấy sao về phiên bản này? Có thể comment chia sẻ với bên dưới. Và nếu thấy video này hay thì có thể nhấn like, share và subscribe kênh để xem nhiều nội dung thú vị hơn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.